Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình với chủ đề có nên kéo dài hiệu lực của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hay không. Chương trình này được phối hợp với Bộ Tư pháp, thực hiện trong khuôn khổ của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị, trong năm 2022 đã có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ vực dậy sau Covid-19, từ giảm thuế, các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, cung cấp vốn vay. Các giải pháp này được doanh nghiệp đón nhận rất tích cực, bởi đã gỡ khó cho họ trong bối cảnh sản xuất đình trệ lâu vì Covid-19. Tuy nhiên, chính lãnh đạo doanh nghiệp cũng băn khoăn rằng tác động của Covid-19 đến với nền kinh tế, với chính doanh nghiệp khó có thể khắc phục trong vòng 1 đến 2 năm. Trong khi các chính sách hỗ trợ chỉ có hiệu lực trong năm nay hoặc có chính sách kéo được đến năm 2023. Chính sách hỗ trợ ngắn sẽ khiến các doanh nghiệp chưa thực sự dám mở rộng lại sản xuất. Sau thời gian dài co hẹp sản xuất, các doanh nghiệp này rất cần một nguồn vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh trở lại. Việc được nằm trong 11 nhóm ngành được hỗ trợ lãi vay 2% đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã gỡ khó cho doanh nghiệp trong bối cảnh này. Tuy nhiên, cũng theo chia sẻ của doanh nghiệp, nếu có chính sách dài hơi hơn, ví dụ lũy tiến bậc thang lãi suất cho vay, năm 2023 là 2%, năm 2024 lên 4-5%, cho đến khi có bản đánh giá chung về ảnh hưởng Covid-19 đã giảm đáng kể. Và chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp để phục hồi thì chúng tôi đánh giá là liên quan nhiều nhất thì vẫn đến là những cái chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ để có thể giúp cho cái doanh nghiệp. Vì mỗi một doanh nghiệp thì chúng tôi cũng ví là cái dòng tiền nó giống như cái luồng máu của từng doanh nghiệp. Nếu mà những chính sách này nó tác động trực tiếp đến cái chính sách tài khoá hoặc chính sách tiền tệ như là giảm lãi suất và bình ổn được cái lạm phát cũng như là duy trì được cái tỷ giá hối đoái như cho những cái doanh nghiệp xuất khẩu như Tổng công ty Minh Bưởi thì nó sẽ giúp được cho chúng tôi ít nhất một cái nền tảng ổn định để mà chúng tôi có những cái kế hoạch của mình. Tôi thì tôi nghĩ rằng nếu mà cái chính sách mà chỉ ngắn hạn đến năm 2022 đến cuối năm 2022 thì tôi cho rằng cái thời gian đó là quá ngắn. Tôi cũng rất là mong muốn là cái chính sách này sẽ được mở rộng đến ít nhất là đến giữa năm 2023, thậm chí có thể kéo dài hơn. Nhưng mà tất nhiên là cái điều đó sẽ còn tùy thuộc vào cái khả năng, cái động thái của cái tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới, cũng như là cái điều kiện về cái nguồn ngân sách của nhà nước. Nhưng mà tôi hy vọng là kéo dài ra tối thiểu một năm. Đấy. Cho đến giữa năm 2023 được phù hợp. Còn bây giờ thì bắt đầu chúng ta mới đảm bảo thực hiện, nhưng mà bây giờ là giữa năm rồi, cho nên mới chỉ được 6 tháng. Mà chính sách mà chỉ phát huy tác dụng trong 6 tháng thì tôi cho rằng cái thời gian như vậy là quá ngắn. Bởi dù có hoạt động trở lại, nhưng ảnh hưởng của Covid-19 đã khiến doanh nghiệp đứt gãy nguồn cung ứng, khó khăn trong việc mua nguyên vật liệu đầu vào và cả hướng đi cho sản phẩm đầu ra. Và những khó khăn này không thể giải quyết trong 1 đến 2 năm được. Như việc mức thuế của doanh nghiệp trong năm 2022 đã được giảm nhưng chỉ có hiệu lực trong năm nay, thì theo các doanh nghiệp, đó mới chỉ là liều tăng lực tạm thời. Còn để mạnh dạn quay lại sản xuất, tiếp tục bám trụ với việc sản xuất kinh doanh sau một chuỗi dài thời gian thoi thóp bởi dịch Covid-19, thì vẫn cần có sự hỗ trợ dài hạn hơn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển trở lại. Những cái ưu đãi, những cái chính sách vừa rồi của chính phủ là rất là tốt, nó khuyến khích cái tiêu dùng trong nước. Nó đảm bảo được cái lợi ích của cái việc của những cái người sử dụng hàng hóa, người ta được giảm những cái chi phí khi mà kích cầu sử dụng hàng hóa sau cái thời kỳ Covid, thì có lẽ là cái việc mà duy trì cái động lực này là rất là quan trọng. Tuy nhiên là tôi cho rằng là cái chính sách, những cái gói về chính sách, những gói về thuế này nó cần phải được rộng hơn, nó không chỉ cho người tiêu dùng mà phải cho chính doanh nghiệp, như là chúng ta có thể hỗ trợ về những cái chi phí về xăng dầu tăng cao mà hiện nay là chính phủ và quốc hội cũng đang cân nhắc, hay là những cái thuế về môi trường, và chúng ta phải có những cái bộ kích cầu về chính sách. Tôi nghĩ rằng là với 2% VAT bước đầu là cũng rất là phấn khởi. Tuy nhiên là nếu mà được giảm 5% thì sẽ là điều mong mỏi tốt nhất của cả doanh nghiệp cũng như là người tiêu dùng. Chúng tôi cũng đang mong chờ ngoài cái thuế VAT cho người tiêu dùng ra thì chính phủ cũng sẽ có thêm những hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất như chúng tôi về những thuế, những cái
lĩnh vực thuế khác như là thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc là các loại thuế nhập khẩu hoặc là xuất khẩu. Mà sơn trang trí về ngành hóa chất thì tôi rất mong muốn rằng là chính phủ sẽ xem xét là ủng hộ cho tất cả các ngành nghề sản xuất kinh doanh chứ không riêng gì là ngành nghề nào cả. Vì như chị cũng biết là ngành vật liệu xây dựng, ngành sơn trang trí là một trong những ngành để gọi là bắt đầu tiên cho cái việc khởi động lại xây dựng nền tảng của xã hội, của đất nước, của người dân. Cho nên nếu chúng tôi được áp dụng cái chính sách giảm thuế thì sẽ giúp cho chúng tôi hạ được giá thành, giúp cho chúng tôi gọi là có phần để ủng hộ cho người tiêu dùng. Doanh nghiệp rõ ràng sẽ muốn các chính sách hỗ trợ có hiệu lực dài hơi hơn để họ xây dựng được chiến lược và lộ trình trở lại. Bởi vực dậy sau một thời gian dài cầm chừng, lại trong bối cảnh khó khăn chung của toàn cầu, doanh nghiệp sẽ cần có sự chuyển biến và cần có những bước đi bền vững, nhưng lại mang nhiều đột phá hơn. Tuy nhiên, xét về khía cạnh cơ quan quản lý, nguồn lực dành cho các chính sách không nhiều, việc hiệu lực đến bao giờ cũng phụ thuộc vào sức khỏe của Ngân hàng Nhà nước. Cái thuế VAT hiện nay là một trong những nguồn thu chính của ngân sách, cho nên cái việc mà giảm mức thuế suất từ 10% xuống 8% thì một mặt thì nó kích cầu được cái tiêu dùng và sản xuất, thì mặt khác nó lại ảnh hưởng đến nguồn thu của ngân sách. Chính vì vậy cho nên là nhà nước phải cân đối hài hòa giữa cái việc là kích thích tiêu dùng, kích cầu nền kinh tế với lại cái việc đảm bảo cái nguồn thu cho ngân sách. Cho nên cái mức giảm từ 10% xuống 8% là có cân nhắc và chỉ giảm trong một khoảng thời gian, trong thời gian mà chúng ta đang tập trung khắc phục cái hậu quả do dịch COVID để lại, và không phải giảm đại trà mà chỉ giảm cho một số những lĩnh vực ngành nghề và một số loại hình doanh nghiệp mà có tính chất là có tác dụng là kích thích cái vấn đề tiêu dùng và sản xuất. Còn nếu chúng ta mà tiến hành giảm đại trà và chúng ta giảm kéo dài thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cái nguồn thu ngân sách. Và chúng ta biết rằng đấy, nguồn thu ngân sách chúng ta cũng đang bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi cái hậu quả của đại dịch COVID-19. Vâng, thưa quý vị, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Bởi khi các cấu phần này khỏe mạnh, tức là nền kinh tế sẽ được khỏe mạnh. Tuy nhiên ở mỗi giai đoạn khác nhau, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sẽ khác nhau để phù hợp với từng điều kiện, yêu cầu, cũng như là phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước. Chương trình đến đây cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong các số của chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh COVID-19, Bộ Tư pháp.